Franco Flores, Huỳnh Tấn Kiệt, trận đại chiến kinh điển trong làng võ Việt. Chưa bao giờ làng võ trong nước lại bỗng chốc lại sôi động đến thế. Câu chuyện chỉ xoay quanh hai cái tên võ sư Vịnh Xuân Free Franco Flores và trưởng môn Huỳnh Tấn Kiệt. Tuy nhiên, nó đang tạo ra một làn sóng mạnh mẽ trong dư luận, trong cộng đồng yêu võ thuật và nâng tầm cuộc đối đầu giữa hai võ sư lên hàng kinh điển. Từ võ mồm đến thực tế, có lẽ câu chuyện của võ sư Franco Flores và Huỳnh Tấn Kiệt trưởng môn Nam Huỳnh Đào chính thức bắt đầu sau ồn ào về trận đánh 10 giây giữa Thái Cực và MMA. Cách đây hơn 2 tháng, Ngụy Lôi Thái Cực Quyền và Từ Hiểu Đông MMA khiến làng võ thế giới và cả Việt Nam xôn xao khi có trận đấu khá điên rồ. Chỉ trong 10 giây, Từ Hiểu Đông đã bại võ sư Thái Cực chóng vánh. Từ trận đấu đó, giới võ thuật bắt đầu đặt nghi vấn về khả năng thực chiến của những môn võ truyền thống, đặc biệt là Thái Cực Quyền, môn võ được cho là thích hợp để dưỡng sinh. Chính thái độ ngạo mạn của Từ Hiểu Đông đã khiến nhiều võ sư lên tiếng, trong đó có Vịnh Xuân Franco Flores. Tuy nhiên, Hiểu Đông nhanh chóng mất tích và để lại nhiều dấu chấm hỏi trong làng võ. Cùng thời điểm đó, những video biểu diễn khả năng công phu thâm hậu của võ sư Huỳnh Tấn Kiệt lan truyền với tốc độ chóng mặt. Thứ công phu mà võ Kiệt biểu diễn khiến nhiều người bất ngờ và cho nó có khả năng phát ra điện. Những clip ghi lại cho thấy ông có thể dùng kinh lực để đánh bại cùng lúc 2, 3 và nhiều môn sinh khác mà không cần tốn quá nhiều công sức. Giới võ thuật ưu ái đó gọi là công phu truyền điện. Khi các clip đó đến tay Franco Flores, vị võ sư người Chile này nhanh chóng chú ý. Không ngần ngại, ông chính thức gửi chiến thư và mong muốn thử nghiệm với thứ công phu truyền điện đó. Flores cho rằng sẽ là một vinh dự lớn cho ông nếu võ sư Huỳnh Tấn Kiệt nhận lời thách đấu. Cuộc khẩu chiến thông qua mạng xã hội của Flores và Huỳnh Tấn Kiệt vô tình trở thành chủ đề nóng của làng võ. Trước những lời thách đấu của đối thủ, võ sư Huỳnh Tấn Kiệt đã đăng tải thông báo chính thức với nội dung yêu cầu của võ sư Vịnh Xuân phải xin lỗi nếu có một trận đấu sòng phẳng. Võ sư Huỳnh Tấn Kiệt cho rằng những lời lẽ khiêu chiến và phát biểu về quá khứ của bản thân mà Flores đưa ra là không chính xác. Huỳnh Tấn Kiệt sẵn sàng mời Flores giao đấu võ học trên tinh thần thượng võ nếu ông dũng cảm xin lỗi công khai. Tuy nhiên, cuộc khẩu chiến giữa hai bên không đi đến kết quả cuối cùng. Ngay thời điểm đó, võ sư Đoàn Bảo Châu là người thứ ba xen vào. Ông Châu chủ động thách đấu võ sư Vịnh Xuân Flores, chính thức kéo vấn đề rẽ sang hướng khác. Nhận lời thách đấu từ võ sư Đoàn Bảo Châu, võ sư Franco Flores đồng ý sang Việt Nam, nhưng ông nhấn mạnh rằng mục đích của chuyến đi chính là tìm lại sự trong sáng cho võ thuật truyền thống và đích đến là vạch trần những công phu giả dối của võ sư Huỳnh Tấn Kiệt. Thực tế, những gì diễn ra trong 3 ngày qua đã cho thấy mức độ quan tâm của người hâm mộ đối với võ thuật là vô cùng lớn. Trận đấu của võ sư Đoàn Bảo Châu và Trần Lê Hoài Linh của Flores diễn ra bí mật, nhưng nó có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng võ thuật nước nhà. Từ sự lan tỏa của hai thất bại đó khiến nhiều người bắt đầu có niềm tin và mong muốn được tận mắt một lần chiêm nghiệm thứ võ công ảo diệu mà võ sư Huỳnh Tấn Kiệt đã luyện tập. Không còn là những cuộc đấu võ mồm trên các phương tiện truyền thông nữa, mà lúc này cả hai bên đang đi đến quyết định thống nhất để trận đấu có thể chính thức được diễn ra. Trận đấu xứng danh kinh điển. Những ngày giữa tháng 7, những tưởng mọi sự chú ý đổ dồn về trận đấu tỷ đô giữa Conor Jessor và Floyd Mayweather, nhưng làng võ trong nước lại thờ ơ với nó để tập trung cho một sự kiện được chú ý bậc nhất ở thời điểm hiện tại, trận đấu kinh điển giữa Huỳnh Tấn Kiệt và Franco Flores. Nhiều độc giả khi biết được võ sư Huỳnh Tấn Kiệt nhận lời thách đấu với võ sư Flores đã thốt lên rằng trận đấu này còn đáng xem và chờ đợi hơn cả trận đấu đại chiến Conor Floyd. Sở dĩ nhiều người có những suy nghĩ như vậy vì những gì diễn ra hiện tại ở gần hơn với thực tế. Hơn nữa, hai võ sư Việt Nam là Đoàn Bảo Châu và Trần Lê Hoài Linh đã chịu thất bại chóng vánh, thì tinh thần thượng võ, tinh thần dân tộc lại trỗi dậy hơn bao giờ hết. Có nhiều võ sư, võ sĩ sau khi chứng kiến trận thua của hai võ sư Việt đã lên tiếng thách đấu Flores. Tuy nhiên, chúng ta cần tỉnh táo để nhìn nhận rằng ông không gửi lời thách đấu đến họ mà chỉ duy nhất nhắm vào trưởng môn phái Nam Huỳnh Đạo. Vì thế, Franco Flores không có trách nhiệm phải nhận lời của một ai khác. Việc tỷ thí với võ sư Châu và võ sư Linh đó là sự sắp đặt và giao kèo từ trước nên nó diễn ra đúng như dự kiến. Vì thế, thời điểm hiện tại chỉ có võ sư Huỳnh Tấn Kiệt mới xứng đáng để bước vào so tài công bằng trong một trận giao đấu vô cùng đáng xem. Hay nói cách khác,
võ sư Kiệt là người duy nhất được chọn làm đối thủ xứng tầm với môn đồ Vịnh Xuân Nam Anh. Không có thời điểm nào thích hợp hơn cả lúc này đây, khi đối thủ đã ở cận kề, khi hai cuộc thua của những võ sư lớn tuổi vẫn còn đó, khi danh thự của một môn phái đang đứng trước nhiều dấu chấm hỏi, khi khả năng của bản thân bị cho là lừa dối, thì hơn hết võ sư Huỳnh Tấn Kiệt cần phải lộ diện để chốt hạ vấn đề. Trong võ thuật, thắng hay bại là điều không thể tránh khỏi, võ sư Châu hay Hoài Linh đã lường trước được điều đó nên dù thất bại họ cũng không thấy buồn. Nhưng với võ sư Kiệt, thất bại đồng nghĩa với việc ông mất đi nhiều thứ mà bản thân đã gầy dựng hơn 20 năm qua. Bỏ qua những vấn đề lùm xùm về công phu truyền điện, nhiều người đang có niềm tin lớn ở võ sư Huỳnh Tấn Kiệt. Một trận đánh mà phải đánh thắng lúc này mới tạo ra cộng đồng võ thuật nói riêng và người hâm mộ nói chung hả hê cần thiết. Người ta thường nói, thắng không kêu, bại không nản. Franco Rovres là một trong những võ sư làm được điều đó. Cách đây 8 năm, ông từng thua sắp mặt Tuấn Hạc ngay tại Hà Nội. Sau ngần ấy thời gian, Rovres vẫn kiên trì tập luyện và chính thức trở lại như ngày hôm nay. Tất nhiên ông không đi khắp thế gian để thách đấu, như cách mà Di Long, võ sư Thiếu Lâm vẫn làm. Ở Rovres chỉ đơn thuần là tinh thần yêu võ thuật, yêu sự chân chính của những gì thuộc về võ thuật truyền thống. Ở một phía cạnh nào đó, Franco Rovres xứng đáng được nhận sự tôn trọng. Ít ra ông có được điều đó từ võ sư Bảo Châu, Hoài Linh và cộng đồng võ thuật tại Hà Nội. Giờ đây, Franco Rovres đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đấu, cho mục đích chính của chuyến đi lần này. Còn với Huỳnh Tấn Kiệt, mọi thứ vẫn chỉ đang dừng lại ở sự phỏng đoán và tin đồn thất thiệt. Không biết chính xác ông có đủ can đảm để giao đấu, ít nhất là giao hữu trên tinh thần hòa nhã, tôn trọng lẫn nhau hay không. Câu trả lời phải nhờ Franco Rovres giải đáp. Nếu là thật sự, có thể nói trận đấu giữa Franco Rovres và võ sư Huỳnh Tấn Kiệt đang làm sống dậy phong trào võ thuật trong nước. Từ sự kiện này, võ thuật Việt Nam sẽ được biết đến rộng rãi và có sự lan tỏa cao trong cộng đồng. Không những trong nước mà còn cả quốc tế, một trận đấu mang nhiều ý nghĩa và rất đáng để chờ đợi, trận đấu kinh điển đúng nghĩa như cái cách mà người ta vẫn thường gọi trong môn thể thao vua. Cao thủ đi cùng Rovres giao đấu với võ sĩ Việt Nam. Những ngày qua dân mạng xôn xao khi võ sư Rovres liên tục thắng hai trận giao đấu với các võ sư Việt. Trong sáng nay, người luôn theo sát ông là Louis đã thượng đài so tài với một võ sĩ Việt Nam. Sau khi đánh bại võ sư Đoàn Bảo Châu trong ít phút hôm ngày 13 tháng 7, võ sư Franco Rovres tiếp tục gây sự chú ý với trận thắng thứ hai tại Việt Nam khi hạ gục võ sư Vịnh Xuân Lê Trần Hoài Linh cũng trong ít phút. Sau hai trận đấu nêu trên, võ sư Rovres quyết định hoãn về nước. Trong sáng và chiều nay đã cùng toàn đội lần lượt đến nhà thăm hỏi hai võ sư Đoàn Bảo Châu và Lê Trần Hoài Linh. Trong thời gian qua, đi cùng võ sư Rovres luôn có sự đồng hành cùng người bạn là Silveira Jacques Louis. Được biết Louis hiện giữ đai vô địch boxing hạng nặng tại Canada và đang cùng võ sư Vịnh Xuân luyện tập. Theo thông tin từ VTC, trong sáng ngày 14 tháng 7, người luôn đi cùng võ sư Rovres là Silveira Jacques Louis đã chính thức thượng đài giao lưu với võ sĩ Việt Nam tại phòng tập Kitfit Hà Nội. Do đây chỉ là trận đánh mang tính giao lưu, đôi bên chủ yếu đưa ra những đòn kỹ thuật và tránh những cú đánh quyết liệt với nhau. Thời gian qua, võ sư Rovres rất muốn được tỉ thí võ nghệ với Tuấn Hạc, người đánh bại ông cách đây 8 năm về trước. Theo thông tin mới nhất, chiều nay Tuấn Hạc đã gặp gỡ hai đại diện phái đoàn của võ sư Rovres. Anh đã bày tỏ mong muốn được gặp trực tiếp, nhưng vì nhiều lý do võ sư Canada không thể xuất hiện. Theo lịch trình tối nay, võ sư Rovres sẽ di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Võ sư Rovres cũng muốn được so tài với Huỳnh Tấn Kiệt. Theo thông tin gần đây cho biết thì trưởng môn Nam Huỳnh Đạo đã nhận lời thách đấu, tuy nhiên địa điểm thời gian để trận đấu diễn ra sẽ phụ thuộc vào những cuộc thương lượng của đôi bên. Nữ ca sĩ Việt qua đời ở tuổi 31 vì ung thư dạ dày. Thưa quý vị, đó là nữ ca sĩ Văn Ngân Hoàng. Người thân của cô cho biết cô qua đời vào sáng ngày 11 tháng 7 tại nhà riêng. Cô ra đi ở tuổi 31 sau gần một năm chiến đấu với bệnh ung thư dạ dày. Trong những ngày cuối đời, Văn Ngân Hoàng khiến người thân, bạn bè cảm phục vì sự kiên cường, lạc quan vào cuộc sống. Trên trang cá nhân, cô vẫn chia sẻ hình ảnh gầy gò của bản thân khi nằm trong bệnh viện với nụ cười tự tin, tận hưởng âm nhạc. Thỉnh thoảng, cô lại hát tặng mọi người như khi chưa mắc bệnh. Văn Ngân Hoàng sinh năm 1986 tại Đà Nẵng.
cô được chú ý tại quê nhà sau khi tham gia tiếng hát truyền hình HTV năm 2014 và lọt vào top 12 ở hạng mục thính phòng. Không thuộc về sân khấu lớn, nhưng Văn Ngân Hoàng là nghệ sĩ quen thuộc tại các phòng trà ở Đà Nẵng. Tháng 7 năm 2016, Ngân Hoàng ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên Dưới Giàn Hoa Cũ, gồm những ca khúc nổi tiếng của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An. Nhưng không ngờ, đây cũng là năm biến cố của nữ ca sĩ. Sau vài tháng ra mắt CD, cô phát hiện mắc bệnh ung thư dạ dày. Do lúc này, bệnh đã ở giai đoạn cuối nên tiên lượng chữa khỏi không cao. Ngày 1 tháng 9 năm 2016, Ngân Hoàng phải nhập viện phẫu thuật. Người thân nữ ca sĩ cho biết cô tái phát bệnh, phải nhập viện cấp cứu vào ngày 11 tháng 5. Hồi tháng 6, cô bắt đầu tiếp nhận truyền hóa chất đợt 1. Lúc đó, khi chia sẻ với người thân, cô vẫn mạnh mẽ nhắn tin: "Em đang truyền hóa chất nhưng chưa nôn gì cả." Lúc đầu tâm lý cũng lo lắng, nhưng giờ đỡ rồi. Sau khi cô qua đời, gia đình đã tổ chức thánh lễ tiễn biệt nữ ca sĩ vào ngày 14 tháng 7 tại Thánh đường Thanh Đức ở Đà Nẵng.